Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một tuần mới làm việc thật là hiệu quả. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở phân khúc SUV với 7 chỗ ngồi ạ. Đến từ thương hiệu rất nổi tiếng từ Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Isuzu. Thưa với quý vị và các bạn, ở Việt Nam mình thì là những chiếc xe 7 chỗ ngồi dòng SUV thì có lẽ đây là một cái dòng xe rẻ tiền nhất, có giá rẻ nhất trong các dòng xe SUV 7 chỗ đấy ạ. Nó rẻ vì không phải là vì chất lượng ạ. Nó đến từ thương hiệu từ Nhật Bản ạ. Và chất lượng của nó thì rất là tốt, nhưng do cái chủ yếu là do cái thị hiếu của người Việt mình. Thị hiếu của người Việt mình là thích những dòng Toyota cơ. Nó cùng với phân khúc ví dụ như xe Toyota Fortuner chẳng hạn, cũng là 7 chỗ ngồi, cũng là gầm cao. Về thông số, kích thước các thứ thì là nó tương đương nhau, nhưng chiếc xe này thì có cái giá cực kỳ là rẻ. Bây giờ là đang trong tại hãng Isuzu là đang có 3 phiên bản. Thứ nhất là cái phiên bản 3.0 và số tự động, và phiên bản là 1.9 số tự động, và phiên bản là 1.9 số sàn. Và cái mức giá là số sàn là khoảng hơn 700 thôi, còn 1.9 mà số tự động thì hơn 800 một chút, và 3.0 thì hơn 900 nếu như đăng ký xong, và nó khoảng hơn 1 tỷ đồng. Và thưa với quý vị và các bạn, ở trong hãng thì đến giờ phút này thì cũng chỉ có xe là sản xuất năm 2019 thôi ạ. Vì là chưa có xe sản xuất năm 2020. Cũng chính vì là cái thị hiếu của người Việt mình không sử dụng nhiều xe Isuzu, cho nên là cái doanh số bán hàng của Isuzu cực kỳ là chậm. Cho nên là đến bây giờ chuẩn bị sang năm 2021 rồi, nhưng mà vẫn đang bán xe là sản xuất 2019 thôi ạ, chưa có xe 2020. Và hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn một chiếc xe Isuzu phiên bản MX 1.9 số tự động ạ. Chiếc xe này là sản xuất năm 2018, đang ký năm 2018 ạ, và đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì xin phép quý vị và các bạn chúng tôi bán với giá là hơn 700 triệu đồng thôi. Cụ thể là 760 triệu đồng, giá cả chúng tôi có thương lượng quý vị và các bạn nhé. Nếu như chiếc xe này mà so với bây giờ mà quý vị và các bạn có nhu cầu mua xe mới mà mua tại hãng thì chỉ mua được xe đời 2019 thôi, chưa đăng ký, và có giá đăng ký xong, đăng ký lăn bánh tất cả các thứ vào nữa là nó rơi khoảng hơn 800 triệu đồng. Và chiếc xe này thì kém hơn một chút, đời kém hơn một chút, nhưng lại rẻ hơn được rất là nhiều quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi mua về từ tuần trước cơ, tôi cũng đã phát livestream trực tiếp cho quý vị và các bạn xem rồi, nhưng mà do lần đầu tiên tôi mua được chiếc xe Isuzu phiên bản MX này, chúng tôi cũng để trải nghiệm một chút để đi á. Chúng tôi đã đi trải nghiệm cũng đến một tuần nay rồi, và thưa với quý vị và các bạn, quả thật là tuyệt vời quý vị và các bạn ạ, thật không thể tin nổi, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản Isuzu MX như chiếc này đây ạ, trước đó là được trang bị động cơ diesel 2.5 lít, nhưng sau quá trình cải tiến thì bây giờ chiếc xe này động cơ được trang bị 1.9 thôi, tức là giảm thể tích làm việc của động cơ để tiết kiệm nhiên liệu nhưng công suất không thay đổi. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm, quý vị và bạn tìm hiểu sâu hơn, quý vị và bạn có thể vào trên mạng, trên Google đấy, để tìm hiểu về cái động cơ này thì quý vị và bạn sẽ biết ạ. Giảm thể tích làm việc của động cơ để giảm nhiên liệu, tiết kiệm nhiên liệu nhưng công suất không hề thay đổi ạ. Đi cực kỳ bốc mà lại cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ. Chưa đến 1.000 đồng cho một cây số đấy ạ. Vì là tôi trải nghiệm mà những cái chuyến đi vừa rồi tôi có trải nghiệm mà một tuần tôi đổ 500.000 tiền dầu, mà tính ra cái km lăn bánh được 500.000 tiền dầu lăn bánh được khoảng 630 km ạ, thì tính ra là nó chưa đến 1.000 một cây số ạ, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Vậy nên là quý vị các bạn nào mà đang có ý định mua những xe dòng 7 chỗ về để chạy dịch vụ thì đây chính là một cái sự lựa chọn hoàn hảo đấy ạ. Nó tiết kiệm rất nhiều so với các xe cùng phân khúc, từ giá thành rẻ này, nhiên liệu cũng rẻ này, rồi chi phí tiết kiệm nhiên liệu, nói chung là cực kỳ hiệu quả. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Isuzu MX phiên bản 1.9 số tự động sản xuất năm 2018 này ạ. Sau đây mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe này ạ. Mời quý vị và các bạn. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem chiếc xe MUX 2018 này sau 2 năm sử dụng thì nó có xước sát hay là
sơn xiếc gì không. Thì đây, bây giờ tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe đây ạ. Rất là đẹp ạ. Quý vị và các bạn thấy cái dáng xe này ạ, nó có khác gì chiếc xe Toyota Fortuner đâu ạ. Về kích thước, chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì nó cũng xem nhau. Chính vì vậy cho nên là về cái phần rộng rãi hay là không gian bên trong xe nó cũng xem nhau thôi. Nhưng mà cái option của nó thì lại hơn với rất là nhiều. Lát nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần option của chiếc xe này, để quý vị và các bạn thấy nó hơn hay là kém những chiếc xe cùng phân khúc SUV đấy ạ. Rất là đẹp luôn, vì chiếc xe mới có sử dụng được có 2 năm thôi ạ, và đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Quý vị và các bạn thấy đây ạ, cái phần ba đời sốc trước nha, xe thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này. Và đây là một cái giải đèn led này nhá, nếu như bật đèn lên là cái đèn led này nó sẽ sáng này. Đây đã, dưới này một cái giải đèn led này nữa này, đèn pha bi xenon đi cực thích và rất là sáng ạ. Và đây là cái đèn gầm. Đấy, cái đèn pha rất là sáng luôn, pha bi xenon rồi ạ, rất là sáng. Bên dưới là cái cụm đèn gầm. Xe được thiết kế cho cái mặt ca lăng rất là sáng và nhìn rất là cứng cáp. Đó là cái phần ca lăng khu bên trên là bằng chrome ba thanh, với ba thanh to và rất là chắc khỏe. Phần cửa gió bên dưới cũng là dạng thanh ngang, rất là khỏe và đẹp. Riêng ở những cái dòng SUV phải thiết kế kiểu thanh ngang to như thế này, nhìn nó mới khỏe và chắc chắn cho chiếc xe. Và gương chiếu hậu cũng là gương gập điện, có tích hợp xi nhan trên gương. Gương chỉnh điện rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Từ thiết kế những cái tay nắm mở cửa này cũng là tay nắm chrome luôn ạ. Và xe được trang bị là full option, đầy đủ hết tất cả đồ rồi. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn. Bậc cửa, những cái xe dòng SUV cao như thế này thì đã được thiết kế phần bậc cửa rồi. Và đây là cái phần đằng sau xe đây quý vị các bạn nhé. Cái phiên bản Isuzu MWX đây ạ. Phiên bản MWX. Và xe cũng đã được chủ xe lắp thêm cái phần cảm biến lùi này rồi. Cái phần cảm biến lùi là phần lắp thêm quý vị các bạn nhé. Và xe cũng đã có phần nguyên bản là cái phần camera lùi, đã có màn hình rất là to và camera lùi, màn hình giải trí thông tin đa phương tiện. Cái cốp sau này cũng đã được trang bị một cái thanh chrome này, nhìn rất là chắc chắn, rất là khỏe. Và đây là cái cụm đèn hậu ạ. Cụm đèn hậu cũng còn nguyên bản ạ, còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái cụm đèn hậu của cả hai bên, rất là đẹp ạ. Do thị hiếu của người Việt mình là không yêu thích những cái dòng Isuzu này thôi. Chứ về cái chất lượng của nó thì tôi nghĩ rất là ok, vì là tôi đã trải nghiệm một tuần tôi đã chạy với chiếc xe này rồi. Phải nói là rất là đẹp và rất là chắc chắn, chạy thì lại tiết kiệm, rất là kinh tế ạ. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đấy ạ. Bấm tay thì riêng xe này thì chỉ có bấm tay cánh cửa bên lái thôi quý vị các bạn nhé. Đây ạ, đây là cái phần bấm tay mở cửa. Và xe thì quý vị các bạn thấy rồi đấy ạ, còn sơn zin rất là nhiều vì mới sử dụng có 2 năm thôi. Đấy, phần lớn là xước sát nhỏ nhẹ cũng không có mấy đâu ạ. Rất là đẹp. Nếu như bạn nào mà bây giờ đang có ý định mua những chiếc xe về để chạy dịch vụ, chạy Tết rồi chạy lễ hội thì đây là một cái sự lựa chọn cũng tương đối tốt đấy ạ. Về ngoại thất của chiếc xe thì rất là ok rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiến vào cái khoang nội thất để xem về cái phần nội thất cũng như về option của xe, xem nào chiếc xe này nó như thế nào. Thưa với quý vị và các bạn, đây là cái khóa thông minh của chiếc xe nhé. Xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh rồi. Bấm tay mở cửa đây ạ. Đấy, để bắt đầu bấm tay mở cửa khi ta mở cái cánh cửa này ra.
Đấy, và đầu tiên thì tôi cũng muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn, và chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe này còn rất là đẹp và còn nguyên bản ạ. Đây. Đấy. Táp bi cửa này. Rất là đẹp luôn, rất là mới, và táp bi đã được kết hợp giữa da và vân gỗ ạ, rất là đẹp, rất là sang trọng ạ. Đấy, và xe thì cũng đã được gương chiếu hậu gập điện rồi này. Khóa thông minh này. Và có cả là ghế da cao cấp này, và ghế chỉnh điện luôn quý vị các bạn nhé. Ghế chỉnh điện này, và túi khí thì quanh xe luôn. Đấy. Và xe thì cũng đã được trang bị là đầy đủ tất cả các option rồi, rất là đẹp luôn. Đấy. Phải nói là đây là chính là chiếc xe SUV 7 chỗ rẻ nhất Việt Nam, nhưng option thì lại không thua kém gì các dòng xe khác, và có những cái còn hơn những dòng xe khác cơ quý vị và các bạn nhé. Option này, vô lăng cần số thì rất là đẹp đây, vô lăng cũng còn rất là mới này quý vị và các bạn nhé. Đấy. Xe được trang bị là rất nhiều các option. Và bây giờ là cái tôi mở cái cánh cửa phía sau, quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Xe thì cũng đã được trang bị rất là nhiều option rồi, có cả màn hình trần đây quý vị và bạn nhé. Màn hình trần, tôi mở cái nhạc nhưng mà tôi đang tắt cái nhạc đi để giới thiệu cho quý vị và bạn, để quý vị và các bạn dễ nghe hơn. Xe đã có màn hình trần này, và màn hình chính là màn hình trung tâm cho hàng ghế ngồi phía trước đấy. Quý vị và các bạn thấy xe rất là hiện đại ạ, những cái xe khác cùng phân khúc chưa chắc đã có được đấy ạ. Và vô lăng thì bọc da tích hợp các phím điều khiển, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control đầy đủ rồi. Đi cái cruise control này mà đường trường thì mới thích quý vị và các bạn ạ. Điều hòa tự động. Đây là điều hòa tự động này. Start stop này. Màn hình giải trí đa phương tiện này tích hợp cả camera lùi quý vị và các bạn nhé. Có cả camera lùi luôn đấy ạ. Và rất là tiện lợi nếu như đi đường dài thì chúng ta mới thấy được là những cái option này mới là những cái phần quan trọng ạ. Và cơ bản là nội thất thì rất là mới rồi, quý vị các bạn thấy đấy ạ. Ngoại thất đã đẹp rồi nhưng nội thất thì rất là mới. Và có rất là nhiều cái cốp quý vị các bạn đấy nhá. Đây, đây là có thêm một cái cốp đằng trước này. Đấy, để quý vị các bạn có thể để giấy tờ này. Và đây nữa này. Đây cũng có cốp này. Đấy, rất là nhiều cốp này. Lại bên dưới này nữa này. Đấy, quý vị các bạn thấy chưa? Rất là nhiều cốp. Rất nhiều những cái dòng xe cùng phân khúc chưa chắc đã có nhiều option như chiếc xe này đâu, mà giá thì lại cao hơn rất là nhiều. Đây cái trần này rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Màn hình trần rất là tiện lợi. Túi khí thì quanh xe, đây quý vị các bạn xem nhé. Túi khí thì quanh xe luôn này. Đằng sau cũng có luôn này. À, đằng sau cũng có túi khí luôn. Phải nói là rất là tuyệt vời cho một chiếc xe SUV 7 chỗ mà giá thành chỉ có vài trăm triệu đồng. Đấy, sau đây thì mời quý vị các bạn xem về cái phần đằng sau. Đằng sau của nó cũng rất là rộng quý vị các bạn nhé. Gặp lại cái nó khác với những chiếc xe khác này. Những chiếc xe khác thì thường là những cái hàng ghế này gập xong kéo lên sang ngang, gập này và kéo lên sang ngang thì nó sẽ chiếm cái diện tích cốp. Còn chiếc xe này chúng ta gập lại như thế này thì nó rất là phẳng. Nội thất nếu như mà chúng ta cần sử dụng không gian để chở đồ thì cũng rất là ok. Đấy. Và cái trần rất là mới, rất là sạch đấy quý vị các bạn xem này. Trần rất là mới này, rất là sạch này. Và rất là rộng luôn đấy ạ. Phải nói là rất là tuyệt vời. Một chiếc xe SUV 7 chỗ mà quý vị các bạn có thể dùng cho công ty hoặc là có thể mua về để chạy dịch vụ thì tôi cảm thấy là rất là ok đấy ạ. Đây, đây là cái phần cốp sau này. Cũng có thể để được ít đồ nữa này. Đấy, cũng có thể để được ít đồ cái cốp này. Và ổ điện thì có ở khắp nơi. Từ đằng trước đến đằng sau đều có những ổ điện. Rất là tiện dụng ạ. Đấy, và cái phần cốp đây thì quý vị các bạn thấy đấy, nó còn nguyên bản luôn này. Ốc cũng còn nguyên bản hết này. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp. Rất là đáng đồng tiền bát gạo đấy. Mà chiếc xe này thì lại rất là rẻ. Ở thị trường Việt Nam mình rất là rẻ. Rẻ do vì thương hiệu chứ không phải rẻ vì chất lượng ạ. Không phải rẻ vì chất lượng và không phải rẻ vì option nữa. Đấy. Rất là mới luôn.
nội thất màu kem này phải nói là giữ gìn thì nó mới được đẹp như thế này, còn nếu như không giữ gìn thì nó sẽ xấu lắm rồi. Đây, và quý vị các bạn thấy đây, rất là thiết kế, rất là sang trọng nhé. Từ cái vân gỗ này, bên này là da này, xuống dưới này là nhựa này. Đấy, rất là nhiều các chất liệu. Đặc điểm là nó nổi bật là ở cái vân gỗ này đây ạ, vừa sang trọng cho cái xe. Đấy, rất là mới luôn. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Đấy, cũng còn nguyên bản hết là và rất là mới. Kết hợp giữa phần nhựa, phần da, kể cả cái táp lô cũng thế này, được kết hợp cả phần da và phần vân gỗ này. Vô lăng cần số, đây cần số cũng được kết hợp vào mấy cái vân gỗ này, rất là sang trọng và lịch sự, làm nổi bật trên chiếc xe này đấy ạ. Cái giá của chiếc xe này bây giờ quý vị các bạn chỉ bỏ ra hơn 700 triệu đồng thôi mà được sở hữu một chiếc xe đời cao 2018, mà lại 7 chỗ, chạy lại dầu, lại tiết kiệm nhiên liệu nữa thì thật là tuyệt vời đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Thưa với quý vị và các bạn, trước cái phiên bản trước đó thì Isuzu đã trang bị cho chiếc MX này là một cái khối động cơ 2.5 lít và là cái động cơ diesel. Nhưng bắt đầu từ năm 2018, tức là từ cái đời xe này đây ạ, thì Isuzu cũng đã trang bị cho chiếc MX này là một cái khối động cơ có 1.9 lít thôi. Quý vị các bạn thấy đấy ạ, tức là đã giảm thể tích làm việc của động cơ và để tiết kiệm nhiên liệu, nhưng công suất thì không hề thay đổi quý vị các bạn nhé. Và cái điều đấy thì quý vị và các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì quý vị các bạn có thể xem ở trên mạng để được biết cái thông tin nó chính xác nhất, để được các chuyên gia, các kỹ thuật phân tích về cái động cơ thì nó chính xác nhất. Còn riêng chúng tôi bán xe cũ thì hôm nay thì tôi giới thiệu chủ yếu cho quý vị các bạn về xem về cái chất lượng của cái động cơ này thôi. Sau 2 năm sử dụng và đi được hơn 3 vạn km thì xem động cơ nó có bị đâm đụng hay ngập nước gì hay không. Thì đây quý vị các bạn xem nhé. Cái động cơ này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị ngập nước, máy móc tất cả các thứ còn nguyên bản đây. Quý vị bạn xem tất cả những con ốc ở trong cái động cơ này là còn nguyên bản hết này. Cam kết luôn, cam kết ốc biết các thứ còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Và quý vị các bạn cũng đã biết rồi đấy, về cái động cơ dầu, động cơ diesel thì nó cực kỳ là bền bỉ. Nếu như chạy có 3 vạn chứ 30 vạn thì cũng chưa thành vấn đề gì cả. Tôi mua chiếc xe này xong thì tôi cũng đem vào trong hãng Isuzu ở Hà Nội này, cụ thể là tôi đã vào Isuzu ở Hà Đông để kiểm tra lại chiếc xe này, thay dầu, bảo dưỡng lại một lần nữa để trước khi bán cho quý vị các bạn, cho quý vị các bạn yên tâm. Thì được các anh tư vấn dịch vụ và các anh kỹ thuật của Isuzu đã chia sẻ. Các anh ấy bảo là hãng của chúng tôi bán chiếc xe này bắt đầu từ năm 2016 đến bây giờ chưa có một chiếc xe nào bị lỗi, và cái động cơ của nó thì cực kỳ là bền. Từ ngày xưa rồi bán những chiếc xe chưa phải làm lại máy một cái động cơ nào cho chiếc xe Isuzu nói chung và tất cả, vì là cái máy của Isuzu nó rất là bền. Đấy. Và đây là cái ốc cabo, quý vị các bạn xem này. Ốc cabo cũng còn nguyên bản luôn đấy ạ. Cabo còn nguyên bản hết ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Isuzu MX 2018 1.9 số tự động này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn bớt chút thời gian qua cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ 85 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Isuzu MX 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.